Rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình làm một phôi cẩm thị kim cương đen nha mình nha. Cây này là form thiên nhiên, cây này có đường thân này, co lắc này, cực kỳ duyên luôn nha mình, long thăng luôn nha. Cây này là liền cốt nha mình, cây này hẹn sống khỏe, an tâm luôn. Đây, chỉ cần đang đi này rất là sung luôn nha. Cây này có mã số là 284 nha, có tổng hoành là 50, cây cao là 97, tính từ mặt bầu mà lên tới cái đầu đó nha, đầu chính nha. Đang nằm cái bầu đất rinh là 40 nha mình, 40-45 ạ. Rồi cây này thì em xin giao lưu là 2,8 triệu nha, em bao ship nhà mình luôn cho mình xem tham khảo nha. Nói chung cây này mà đóng hàng cũng cực kỳ là cồng kềnh luôn á, để giữ nguyên như thế này cho nhà mình luôn. Nhà vườn cũng sẽ cố gắng giữ mấy cái chi này vô nhà mình về mình định hình luôn nha, nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này có cái dáng long thăng cực kỳ đẹp luôn nha mình, nhà mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị nha mình, liền cốt nha. Mấy cái thần chi dưới đây, cổ tay rồi này, nó cũng lắc cò này, rất là điệu nghệ luôn. Rồi mình xem tham khảo luôn nha, nếu được duyên ngân ý thì rước em nó về sưu tầm luôn. Rồi mã số 284 nha, em xin giao lưu là 2,8 triệu nha, em bao ship cả nhà mình luôn nha. Nếu được duyên ngân ý thì rước về mình sưu tầm luôn. Rồi em xin qua cái này luôn nha.